đạo Thiên Tâm để mình nói sơ về cái dấu hiệu này tại ở đâu mình có. Nó đã có từ trên trời hàng nghìn năm ở trển. Ở trên trời cũng cần đạo nữa nghe, chư thiên cũng cần đạo, mấy vị thần cũng cần nữa. Ở trển á nhiều đạo lắm, đạo ma quỷ, đạo Atula, đạo thiện thần, đạo ác thần, ai mà giỏi là lập đạo trển, cũng như như mình vậy đó. Rồi cái đạo Thiên Tâm cũng xuất hiện từ trên trời. Bây giờ đạo Thiên Tâm sẽ thống nhất thế gian thì cả hai cái. Thì những vị mà thiện thần của Thiên Tâm ở trên trời cũng đang hạ phàm hết. Tất cả các chư Phật, chư Thánh đang hạ phàm cùng chung với chúng ta. Nhưng mà mang cái thân người rất là khổ. Mà ra được cái thân hình này mà nói ra tiếng nói càng khổ nữa, nó trải qua bao nhiêu thứ thử thách. Nhiều lúc các chư vị rất là bận, các chư vị nhiều lúc bây giờ quý vị thấy trên mạng nhiều lúc tự nhiên cái một người đang bình thường cái nhìn thành người khác, đó là giống như là mì ăn liền vậy đó, là mượn xác để mà làm việc cho lẹ. Hay cái xác tao mượn mày một chút rồi tao bóp nắng như kiểu Hoàng Yên vậy đó, rồi mình chia phước. Nhưng mà ngược lại cái xác là người thường, khi mà nhiều người bu quá, nhiều người ấy quá, cái bắt đầu dính tới đô la đó là xong ha, là nó có cái đó. Nhưng mà đa số hiện giờ tất cả những thiện thần đều chung với mình. Càng đông chư Phật xuống trần kỳ này, càng đông quỷ càng theo nữa. Ở ngoài không gian á, trong cõi vô vi á, quỷ nó cũng đang đấu với mấy thiện thần mình quá trời luôn, nhất là ở Việt Nam núi Cấm. Chút mình nói tại sao từ ở hồi nãy mình nói lúc đầu á là ở Huế, Hà Tĩnh, rồi mình nhìn tới mũi Cà Mau. Lý do tại sao là núi Cấm, lý do tại sao Đức Thầy phải từ bên Tàu, Ngài phải đầu thai vô thành người Việt, tại sao Kiệt là thời người cổ xưa Kiệt phải đầu thai vô miền Tây nước Việt, là vì cái núi Cấm á. Cái núi Cấm là một cái địa linh cực kỳ trên thế gian này. Nó có cái cung đàn vàng điện ngọc ngay đó. Mà hàng mấy nghìn năm về trước, trong phim Phong Thần 1 á, các ác thần đang đấu đá ở nhau. Rồi trong vô vi á, hiện bây giờ đang ở đó. Cho nên mấy vị á, mọi giá, những vị thần tiên đều về đó. Còn nguyên cái thế gian mình 7 tỷ người, hay Jerusalem, hay Tòa Bạch Ốc, hay là cả Âu Châu đẹp, chả là cái gì trong các vị thiện thần, thần thánh hết á. Sau này núi Cấm sẽ là thủ đô của về tâm linh, nước Việt sẽ là một cái nước lãnh đạo về mặt tinh thần cho ở thế giới. Và tất cả sau đó đó, những nước mà không có đạo và những nước có đạo cũng từ từ hiểu từ đạo Công giáo hết trung học thì phải vô đại học. Họ đạo Công giáo họ không có hiểu là cái thần hồn chuyển thế từ thân này qua thân khác, thì họ sẽ học thêm, đó là Thiên Tâm. Họ cũng được bề trên cũng dẫn thờ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là cha đó. Rồi đạo Phật giáo thì rất là khó, cũng như tạo ra những vị thầy buông bỏ hết. Cho nên tại sao chọn Thiên Tâm ở giữa nửa đời nửa đạo? Đạo Thiên Tâm tất cả các con của Thiên Tâm á, là ra đời thì phải hơn đời, tu mỗi giây mỗi khắc, tu trong lòng, chứ không phải tu áo tràng hay là tu trong chùa. Mình ra đời một cái cư xử nhỏ nhặt của mình giống như mấy đứa nhỏ tới đây thì ngồi dưới để mấy bác ngồi trên đại khái, đó là cái tu. Không phải tu cái hình thức, không phải tu đọc kinh rầu rào thuộc lòng ăn chay trường cả đời rồi đi khoe. Đạo Thiên Tâm không có cái đó. Bi chí dũng lúc nào cũng phải song song, không có thể có từ bi mà không có chí và không có dũng. Đa số Phật tử Nam Cali, Bắc Cali và cả thế giới thời nay á, bi thì nhiều, chí thì cũng có, nhưng mà tùy theo cái trình độ. Dũng á, thì đa số là hiếm thấy á. Khi không có cái dũng á, cái ghế hai chân nó cứ ngã hoài. Hôm nay nghe anh Kiệt nói có lý, chàng mai chạy vô nghe mấy thầy kia dùng lấy cuốn từ điển ra nói cái hay quá rồi. Mượn danh của Phật nói cái là bắt đầu ngã lòng, cứ xìu qua yếu lại như vậy thì là không có cái dũng. Cuốn kinh là cái gì? Bây giờ quý vị không tin đó, lật ra một đống kinh điển dịch của chùa ở đây nè,
Tên Thích Nhật Từ nhiều lắm ha. Không tin thì coi thử. Rất là nhiều. Sách thôi mà. Lời của Kiệt, ngoài những cuốn sách của thế gian, lời của Kiệt từ đáy lòng, lời của Kiệt là lời dạy của bề trên truyền xuống. Còn những người con của Thượng Đế, con của Phật, ai hữu duyên thì hiểu. Mà nên nhớ chuyện nói sai hay nói đúng, người đầu tiên mà đà quýnh kìa là cha đó, mẹ đó. Mỗi một cái câu, mỗi một cái gì Kiệt nói đây á, là tất cả trên cha mẹ nghe liền lập tức. Quý vị đang có mặt đây là tất cả cái gì cũng, ở trên cũng thấy. Tâm ở đây ai người xấu người tốt là được các vị gọi là cảm quá. Thường Kiệt ngồi á, ở chỗ trống để cho mấy vị trên trời á, nhìn thấy. Trong cũng được, cái nào mưa. Rồi bác nào có muốn hỏi con gì không? Anh chị, chừng nào Thiên Long Sơn nó mở? Để chừng nào em hỏi chi bộ của lãnh sự quán nơi San Francisco cho mở, em mở. Nếu mà mở được em đâu cần lưu lạc dưới này đâu, em ở một chỗ à. Sướng không? Mình có ăn uống, mình có restroom, mình có phong cảnh. Người nào lên lại thì lên lại, người nào ngồi chơi kia thì chơi. Còn giờ mình chỉ ngồi cứng nhắc cái chỗ này. Cái này có phòng vệ sinh gần đây không nữa, không biết. Hay là Phật, nó bất tiện nhiều thứ lắm. Kia mình vui hơn. Bên kia khí thiên nó tốt lắm, lên nó khỏe ghê. Khỏe. Dạ, em được nghe trên YouTube của anh chị, thì em biết được là cái đạo Thiên Tâm. Thì sau đó thì em cũng có được sinh vô họ Thiên. Thì em cũng có đọc kinh và ngồi thiền. Thì có cái em thắc mắc á, thì chị thường hay nhắc tới là đi trí dũng. Thì đi thì là dễ rồi, nhưng mà em không biết mà khi mà ngồi thiền á, mình có thể tạo được trí và dũng không trên kịp. Và cái cách nào để mà tạo được lại đi lại trí lại dũng? Dĩ nhiên ngồi thiền á, nó sanh ra trí tuệ. Trí tuệ nó sẽ sanh ra thần thông. Hiện giờ cái kiếm của chị bằng kiếm giấy, kiếm vô hình á. Thì chị rèn cái kiếm này riết nó thành thép. Kiếm vô hình á, nó sẽ cắt đứt những cái vọng tưởng, những cái gì mà người thường làm không có được. Đụng tới những cái cám dỗ là khi mình ngồi thiền tu tập, mình có cái đó là tự nhiên dũng đi theo à. Cái kiếm của chị mà nó bén á, là cái dũng á, chém bùm bùm, thấy không? Sòn, không thèm ngó. Ngó một cái là ông chồng mới cày overtime sao. Nên cái kiếm này chị gắn rèn luyện đi. Để gần lên chị. Thì nếu mà em có chết đi và khi mà tới cái đời khác, thì làm sao mà em nhớ được với cha và mẹ? Thì cái đó là em cứ cầu nguyện hàng ngày để mà nhớ được về cha và mẹ. Như là có những cái kiếp gì đó, thì em xin anh chị nhắc nhở để mà em biết. Có một trạng thái nếu mà em trở xuống thì em cũng vẫn nhớ về cha và mẹ để mà em trở về. Cha mẹ trời mình phải không? Yeah. Thì hồi lúc mà đầu tiên nhân loại biết được chân dung của Phật mẫu là như thế nào, người mà thấy được là Kiệt. Chỉ người thấy được chân dung của cha là Kiệt. Chỉ thấy cặp mắt của mẹ đó. Tại những năm trước thì đẹp trai nha, không phải như giờ tóc bạc đâu, mười mấy chục năm trước. Thì cặp mắt của mẹ đó, cặp mắt cũng giống Kiệt đó. Cái người mà vẽ ra chân dung đó là không hề biết vẽ. Điển của mẹ vẽ vô á, mẹ nói con đầu thai vô hình người Việt Nam, mẹ cho một cái chân dung nhân loại của thời này để mà có cái đó để hiểu, để thờ phượng. Chứ người Tàu, người gì họ cũng chưa từng được cái ân sủng đó. Chị thấy nước Việt mình có phước báo lớn không? Sau này nhân loại thờ hết tình cha mẹ mà nguồn gốc từ quốc gia Việt Nam, thì mình là phải nên hãnh diện từ ngay bây giờ. Mình là những bước đầu của mà những thế hệ sau á, của loan ra thế giới. Thì thời đó, tại vì khi người biết thì không phải người thường. Ngày nào á, ngồi trong văn phòng làm việc á, cũng nhớ về Thiên hết. Thì cái buồn mà mình, mẹ không có cho Kiệt gọi là tự do thần thông. Có thần thông nhưng mà có cái gì khi mình cần thôi. Cảm ứng thông, mà thiên nhãn thông thì có. Nhưng mà cái thần thông mà
mà giống như cầm cái điện thoại mà tối ngày đứa con nít mình nhớ cha nhớ mẹ gọi hoài á, chả anh cũng bận cái đâu chịu nổi. Từng vấn an hay là hai ba ngày vấn an hay là đi đâu xa vấn an thì được quá không, thì giả lại mình biết nhiều á mình sẽ loạn trí, chỉ nhìn thấy gì có người bình thường hay người loạn trí à. Đúng là tại vì nếu mà mình ở hai thế giới, ở xung quanh Việt có rất là nhiều hộ pháp, những vị Rinpoche rất là cao siêu, có thần thông. Khi mà mình làm chuyện gì lớn á, mà một người mà sống hai thế giới như chị ngồi ở đây thì chị tiếp xúc với chị, nhưng mà người những cái người mà lỗi mà mở cửa ngửa cửa mà ấy nửa nửa đó thì ma chạy tới bên nó thọt vô cũng giống rồi cái anh hồn quỷ nó chạy tới bên nó thấy nói mà chị đối phó đó, mà người thường ông thấy là nó không nổi này điên đâu á chị không có đủ cái lực để mà đi nói chuyện người đời. Mục đích là mình nói chuyện người đời để cho người đời những cái con của mẹ để hiểu. Chứ mà nếu mà như những cái kiểu kia đó bảo đảm là không ai tin kiệt á. Nên mình đừng có bao giờ coi thường những người bị này bị kia họ tưởng tưởng không phải, là tại vì họ không có được những cái filter đó, còn kiệt được những cái filter đó. Nhưng mà kiệt chị bệnh được, kiệt có 7 dòng hồ quan thiệt, và đồng thời kiệt có tất cả các vị gia hộ đều là thiệt, họ hiện hữu rõ ràng luôn á. Ở trên Thiên Long Sơn á, cứ rảnh mà lấy máy chụp hình chụp là dính hoài á, mấy vị cứ đi dính trong hình hoài, mắt thường mình không thấy, mình đừng nghĩ là mấy vị không có nha. Thì Bi Chí Dũng tự lúc đuốc đi, đó là cha mẹ dạy, đã thiên tâm là tu ở nhà và đồng thời cũng tu ở chùa cũng được. Chủ yếu là mình không có bị gạt. Tại khi mình bị mò, mình tôn sùng một vị thầy nào, rồi tới một ngày mình biết được chuyện ê chề của cái vị đó, mình sẽ rất là cực kỳ bị sốc, đúng không? Rồi mình bỏ cha bỏ mẹ đâu có được. Đó là ma quỷ nó muốn gì? Nó muốn chúng ta ghét Phật, ghét cha mẹ. Nó phải đóng vai như vậy, nó phải làm cho mình không có chịu tu. Như những gia đình mà ly dị con á, nó cũng không có chịu lập gia đình theo, nó giống mẹ nó chán quá đó, nó có những cái đó. Thì bên cái chiêu trò bên ma quỷ nó cũng y như vậy á, nó làm cho mình chán Phật. Rồi Las Vegas hay là vòng vòng đây nè, tại sao nó làm nghe tiếng đã lỗ tai, đó là âm thanh đúng không? Màu sắc là gì? Trời vô đó đèn màu nó chớp cái hình 4 số 7 nhảy lon ton. Âm thanh và màu sắc nó cũng như áo vàng và đẹp trai đầu chọc rồi vậy đó đại khái. Cùng giống nhau. Thật gọi là âm thanh màu sắc. Khi mình dính vào mấy cái đó đó, gia đình con cái tiền của đổ hết. Cha mẹ dạy thiên tâm không có theo hình tướng, mặc bất cứ đồ gì, con mặc đồ vét hay quần cục áo hung, lời của con nói ra là từ chân tâm mới là quan trọng, lời thật mới là quan trọng. Còn nói theo lời ma mị hay nói theo kinh điển hay nói theo để cho lôi kéo cái số lượng đông nhiều đệ tử, đó là lời của ma quỷ. Chị không kéo số lượng đông, chị cũng không có muốn nhận đệ tử gì hết. Những người có hữu duyên ở mà nhận để giữ Thiên Long Sơn, rồi nhận giữ Houston, Thiên Long Giang rồi á, là gần đây thôi, cách đây và một thời gian gần ở bờ trên mới cho nhận. Tại vì trong cuộc đời của Việt hôm nay 50 mấy tuổi chưa có làm chuyện gì thật sự gọi là mission từ trên trời xuống, chỉ là thao trường giật giỏ thôi, chỉ là đổ cái nền móng thôi. Thiên Long Sơn là một cái nền móng, núi Thiên Long Sơn mà mình đã thấy hùng vĩ rồi, núi Cấm mới là thật sự cái đô của Việt ở về bển. Rồi cái công ty làm chip, mỗi công ty nó cũng như một quốc gia vậy, trong đó 500 người mà 500 người không có trình độ, trong văn phòng có cao có thấp, làm sao điều hành? Nó đánh lộn nhau tối ngày đó, nó cũng ăn hiếp rồi ăn gian rồi phe đảng, đại khái là nhiều tầng lớp, nhiều khu trong đó nữa. Mà điều hành được cái hãng nó khó hơn điều hành một quốc gia. Cái quốc gia mình không có lương á cũng phải làm, mà tao có học thức nói một cái là tao biết. Quân đội nói một cái là đánh, mày không đánh tao phát lương mà sao, sao không, đâu có gì đâu, tao trả lương trễ.
còn nhân viên mấy thằng mễ á, mình trả thiếu nó một giờ thôi, nó vô nó chửi liền, nó đưa nó giữa lên chửi chủ liền. Ừ, cho nên cái hẹn khó cái quốc gia đó cũng là thao trường vật võ đó. Mấy vị nói, mấy vị mới nói là bị trở ngại đủ điều hết, bị ăn hiếp đủ điều, nó làm khó làm dễ. Để cái lòng nhẫn nại mình chừng nào, chúng ta những người thích Thiên Long Sơn, để cho nó làm ra cái lịch sử, để sau này những người Mỹ họ biết họ làm sai đó, họ lại theo đạo Thiên Tâm càng nhiều. Tại vì trên Thiên Tâm là thánh địa mà. Đó là bất cứ một cái đạo mới ra đời đều có gặp trở ngại là những lý do đó đó. Nó không có suôn sẻ. Ngày đầu việc mua đất đó 30 mẫu là chỗ mình thờ Điện Mẫu là 2,5 triệu. Bây giờ tiền mà luật sư với tiền giấy tờ đó, nó lên tới 3,5 triệu. Cái vô lý không, không có xây ra được cái gì chứ. Nội mà tiền vé, tiền giấy tờ rồi đi ra tò đi tới lui mà 3,5 triệu vậy đó. Người thường sao chấp nhận được cái số tiền lớn như vậy để mà chi trả. Bây giờ vẫn còn tiếp tục. Cho nên mình nói khởi nguồn 30 mẫu đất đầu tiên 2,5 triệu, bây giờ thành ra 3,5 triệu tiền giấy tờ. Còn những cái đất sau này mà hãy nó bán gần gần á, kiện mua tiếp tục thì giờ lên là 360 acre. Thì bây giờ sắp sửa đang trong acre, thêm 100 acre nữa là 460. Mình đang bị đóng cửa nhưng mình vẫn mua tiếp tục. Ngày xưa cái trái đất này là của Phật Mẫu nha quý vị, nó không thuộc gì của ai hết. Chị xuống đây chị gom đất của mẹ lại để mà cho lưu truyền sau này cho con cháu chúng ta người Việt có cái nguồn gốc con rồng cháu tiên. Ở trên đó mình thờ là Âu Cơ, Lạc Long Quân, rồi Đức Thánh Trần, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Đức Thầy, Phật, Thượng Đế, Phật Mẫu. Tức là cái nguồn gốc của mình, ai lên đó là sẽ nhớ về lịch sử, sẽ có một cái ấm lòng xa quê hương. Thì Thiên Long Sơn nó có cái nạn là để cho lưu truyền sau này, tức là mình bị nạn nhiều chừng nào thì cái tiếng nói sau này nó mới lan rộng ra. Đó là một trong lý do về mặt vô vi. Còn về mặt đời thì mình nói là chi bộ, mình nói mấy thằng ăn hối lộ của mấy thằng chi bộ. Về mặt đời là gì, đến thời điểm này mỗi một cái thời khác á, cơ trời thay đổi một chút chút. Tới thời khắc này bề trên á mới cho chúng ta đường đường chánh chánh. Ở trên trời á là làm việc cũng bằng giấy tờ nha, rõ ràng đâu giờ đó, như đọc sớ rồi viết thơ rồi đốt rồi gì đó. Cái chứng chỉ này sắp sửa mình sẽ có một cái trận cũng mệt á, không biết chết là bao nhiêu. Thì mình cứ tưởng tượng nha, thằng Nga nó là khỏi Âu Châu, nó có NATO đè nó không dám bấm nút. Nghĩ mấy chú xì dầu bả anh dám không vậy? Chứ ngủ anh dám không? Mấy thằng Ái Châu lì lắm á. Tuy là hạt nhân của nó dởm nhưng mà lỡ nó bấm mấy cái mình cũng mệt á. Thì mấy vị mới nói còn gắng khánh nữa, nghe sắp sửa rồi đó. Thì bữa nay mình chưa thấy, mình thấy chỉ có 280 chiếc máy bay của con ủn nó bay lên thôi. Nhưng mà nó sẽ có đó. Tại vì dầu sao cái mục nhọt phải bể, dầu sao thầy Phoenix cũng một lần giả biệt thế gian này. Tất cả những cái ác, những cái thể chế cực đoan, cộng sản, độc tài đều phải đi một lượt hết. Bây giờ mình cứ nghĩ thử nha, thằng Nga bây giờ là đã xong rồi, Putin là thân bại danh liệt rồi. Tại nó bị quê thôi, nó không muốn quê là vậy đó. Ha quá, nó quê đâu muốn quê, cứ đánh càng nhây rồi nhây mà đánh càng thua. Không nhận không? Đã ngu. Ví dụ người ta hạ cái ngã xuống một cái đi. Không, đánh càng thua. Rồi thằng Tập Văn Bình bữa giờ học được cái bài của thằng Nga rồi, hơi ớn lạnh rồi. Nhưng mà dân tạo trong 1 tỷ mấy nó cũng đang nóng máu rồi, đang lì đó. Thì trận chiến ở Châu sẽ có nổ ra, mới gọi là kết thúc thế chiến thứ 3. Chuyện này con nói cách đây 4-5 năm rồi đó, phố Ô Sa sẽ phỏng vấn. Chứ không đánh mình ngồi đây mình nói chuyện mênh mông, mình chuyện bao la hoài sao? Rồi bao nhiêu sấm cơ, bao nhiêu kinh điển, chẳng lẽ nói hoài là huyền thoại sao? Phải có kết thúc. Powerball bữa nay cũng 1 tỷ mấy phải không?
À phải có sổ. À. Mua chưa, mua chưa? À, tức là cái gì nó cũng phải có ngày có giờ. Ở trên chỉ không có làm một lượt, không có làm một lượt để mà nó hơi mình không có học. Nghĩa là phải có lan, có lớp, có từng, có tự để mình tất cả những bài học cho những cái thời Thượng Quân Thánh Đức á. Và dân mà sống ở thời vàng kim á, họ nhìn lại những cái lịch sử này thì họ mới sợ mà không có dám làm. Tính toán cỡ nào cũng không bằng ở trên tính đâu, bảo đảm luôn. Ờ, mình đừng có nên tính với ông trời. Cha mình sanh mình ra mà làm sao mà dỡ mình được. Dân Nam bây giờ đừng tưởng nó không nói mà nó là không anh hùng nha. Quýnh là quýnh thiệt không đó. Hồi xưa là công tử Bạc Liêu đó không? À, rồi hát công tử, bạch công tử. Ngầu lắm á. Miền Bắc á, là chỉ là nói lưu lót là doanh nhân. Miền Trung á, eo hẹp. Biển á, thì có ngay đó là lấy gì sống, gán học. Thành ra dĩ nhân. Thì mới có một số dĩ nhân của Việt Nam mình á. Thời đệ nhất, đệ nhì Cộng Hòa. Cái miền Nam tàn á, đầu óc vô tư là thánh nhân, thánh với dĩ nhân với danh nhân ai ngầu hơn nè? À, thánh nhân có tiền không biết xài, ở ngoài kia là anh em nhau, bạn bè gì cũng mà với nhau ra đường là nói bực nhau liền á, ở ngoài đó đúng không? Có chuyện rồi, bị cộng số 8 vô tù rồi, đâu có ai cứu ai đâu. Đó là danh nhân là vậy đó. Thánh nhân mình không có chơi trò đó. Tụi đúng mày, tao nói tụi đúng mày đó. À, báo trước luôn nữa, ngày giờ nữa. Hay là Phật. Ở đây tại mấy vị nói là thằng Ukraine, thằng ông Zelensky á, ổng có phước. Ông nóng ra hề nhưng mà ông lại đấu với một thằng cường quốc quá mạnh, học thức quá giỏi. Còn Việt Nam là NATO cứu, Mỹ cứu. Còn Việt Nam mình nghĩ mà khi mà Tàu mà nó đánh vô mình đó, trận chiến nổ qua bệnh ai cứu mình vậy? Dân của mình bây giờ sắp đói rồi đó, bà con mình đang đói đó. Mình không xin tô phở ai đi xin giùm mình? Mỹ đâu ngó đâu. Nó phải để cho thằng kia dần ông Việt Nam mình một trận đòn. Mày ngồi xuống tao nói chuyện mày nghe, mày phải đưa 6 triệu chim hiền này về nè, tự do nè, thì lúc đó tao mới cho mày chút mì với bơ, phải không? Con là không có số mệnh, con có thể ngay tức khắc này, hoặc có thể 200 năm, hoặc có thể cha mẹ mà chưa xong á, ở dưới này mà lì lợm quá đó, là chắc con phải đi làm overtime. Nhưng ở đời này á, là khi trong một cái màn này, trong một kiếp này, tất cả hội Long Hoa phải khai mở, Đức Thầy xuất hiện, thì lúc đó, đó tất cả những gì kinh điển mà nói á, đều phải hiện hữu, phải sự thật. Thì lúc đó nhiệm vụ con cũng gần xong. Chứ còn bây giờ thì chưa, mới có thể khởi đầu thôi. Có nhiều người sáng đi cái anh Uber, ổng người Việt Nam, ổng đeo mặt nạ, mình không biết ổng người Việt Nam nghe, ngồi im re. Ổng nhìn kiến hậu, ổng nhìn mình hoài à. Nó tôi gặp anh ở đâu á. À, cái hồi ổng quảng hồn đó anh kìa. Ổng ghé mua cho mình, có xôi còn kìa. À, nó xôi sao trên mạng tôi thấy anh giảng, sao ngoài tôi thấy anh còn ok á. Tại trên mạng mình là quay lại điện thoại iPhone 11. Đâu có gì đâu, nãy giờ cái gì cũng thấy á, mình đơn sơ thôi. Cái tiếng nói mới là thật. Nam Bali nó có câu chuyện. Cái ông nhiều ông Quang Stock tên gì ta, Nguyễn Hầu Quang á, bạn mình Đặng Hầu Quang là vua Stock ở đây đúng không? Hồi lúc xưa, lúc mà xuống đây khởi đầu á, là ổng lên trên Thiên Long Sơn. Ổng nói ổng có nhiều tiền, rất là nhiều. Thì anh giúp tôi kiếm miếng đất giống như Thiên Long Sơn để mà tôi làm cái này. Thì lúc đó mình mới xuống thăm ổng. Thì đi vòng vòng cả mấy ngày dùng nè kiếm. Thì có một lần đi vô miếng đất đó, thì những vị đất chủ đất đó, là mấy ông mọi da đỏ chết hàng mấy trăm năm đó, không có đồng ý.
và đồng thời không biết ông có thật hay giả, nhưng mà muốn hỏi hỏi ông đó, ông là người hứa rồi kia là người sẽ giúp ông làm. Nhưng mà khi mình mua cục đất làm cho Nam Cơ Ly á, không phải là mình muốn mua ở đâu mình làm đâu, mình phải hỏi chư vị bề trên nữa. Thì mình không biết câu chuyện này anh còn giữ cái ý chí đó hay không, thì kiếm Đặng Hầu An hỏi, ổng là người hứa mà. Việc nói trên này ổng nghe chứ đâu sợ đâu. Ờ. Tóc của thầy xuống quá rồi. Rồi còn chuyện nữa. À mà là bạn ổng. Cái ông đó anh xuống tôi đãi anh ăn. Mình cứ nghĩ là đãi ăn, ổng kêu ông đóng YouTuber tới. Nhưng mà mình ăn thì mình phải có ơn có nghĩa. Thì chị chưa bao giờ một lời nào nói xuống người ta để đánh stop nha. Chưa có, nếu có ai nghe thì làm ơn cho mình biết. Chưa có xuống. Nhưng có những cái fan hỏi đánh stop có bị tội hay không, thì mình nói cái câu này thì hỏi bề trên trả lời như vậy: là cái tâm mình khởi mà muốn lấy tiền của người ta đó thì là bị phạm giới luật của Phật với của Thiên Tâm, là tâm tham là có. Còn đánh stop á thì là ở thời đại này ai cũng là stop, mà stop là cái dạng nó mới vậy, không có nói là có tội không có tội. Còn về mặt truyền thông á, Kiệt chưa bao giờ xúi ai đánh stop hết. Còn dưới này á, mà nghe ai nói đánh stop để mốt về giúp Việt Nam, cái đó là sai, Kiệt không có nói như vậy á.